Cô gái tên là Vân Khinh Khinh, ngày này 5 năm trước, cô đang cố gắng sinh con trong bệnh viện. Bác sĩ bảo với mẹ chồng của cô ký vào giấy, do đẻ khó nên người lớn và trẻ em chỉ giữ được một. Nghe xong mẹ chồng mắng bác sĩ, quyết định của bà là chọn cháu, khiến Vân Khinh Khinh ngất xỉu trên giường, nhưng em gái cùng cha khác mẹ tên là Vân Miêu Miêu, để lấy được anh rể và vào một gia đình giàu có. Vì vậy cô nhân cơ hội này để tìm một phóng viên, bịa chuyện rằng chị gái cô là con gái lang loạn, còn cố ý phát tán mấy tấm ảnh nóng lên mạng, để chị gái bất ngờ rơi vào tâm bão dư luận. Không lâu sau Vân Khinh Khinh tỉnh lại trong bệnh viện, hỏi con tôi đâu khi cô thức dậy, nhưng anh bạn thân cô nói, em bé chào đời không thở, sau khi nghe tin cô lập tức suy sụp, đúng lúc này chồng của cô gọi cho cô, chồng cô biết mọi thứ cô làm và yêu cầu cô rời khỏi nhà, không bao giờ muốn gặp lại cô, trong cùng ngày, Vân Khinh Khinh không chỉ mất con mà mất cả chồng, chồng bỏ rơi cô, cô bất lực trên giường bệnh, mọi chuyện xảy ra với cô khi cô chưa đủ 18 tuổi, điều này càng khiến cô tuyệt vọng hơn, vì vậy cô đã thề sẽ khiến kẻ hại mình phải trả giá đắt năm năm đã trôi qua người chồng tên khương linh đến dự hội nghị hợp tác chiến lược ngay khi mọi người nghĩ rằng người lên sân khấu là miêu miêu thật bất ngờ người dẫn chương trình thông báo tên người khác khoảnh khắc cánh cửa mở ra khuôn mặt thân quen này sau 5 năm cuối cùng cô đã trở lại điều đầu tiên cô làm khi trở về như một siêu mẫu quốc tế để quay lại trả thù những gì cô gánh chịu suốt 5 năm qua mọi người và khán giả đều nhìn anh ngạc nhiên những gì cô muốn thấy đã thấy rồi ngay sau buổi họp báo người em mưu mô của cô tức giận và tát cô một cái Cô không chịu thua kém cô đã đáp trả một cái tát, nói xong quay người bỏ đi, bởi vì cô bây giờ cô không còn yếu đuối như trước nữa, cô gái 18 tuổi từng bị bắt nạt, ngày hôm sau, Vân Khinh Khinh vừa xuống xe, cô bất ngờ được ôm bởi một cậu bé và gọi cô bằng mẹ, Vân Khinh Khinh bối rối khi cậu bé gọi cô bằng mẹ, cuối cùng cô chỉ có thể giúp cậu bé gọi cảnh sát, sau đó trong cuộc trò chuyện, cậu bé tên là An An, năm nay 5 tuổi, vì bố bận không có thời gian đưa con đi chơi, nên hôm nay con lẻn ra ngoài một mình, lời nói của An An làm cô chợt nghĩ về 5 năm trước giống con trai cô đã mất tuy nhiên tại thời điểm này một chiếc ô tô sang trọng đột nhiên dừng lại phía sau cô người xuống xe hóa ra là khương linh cả hai nhìn nhau ngỡ ngàng lời của cậu bé làm khương linh hiểu lầm làm anh sợ cô trở về lấy con của mình vì vậy anh đã cảnh báo cô tránh xa con trai mình nói xong khương linh quay lại và rời đi cô càng nghĩ về điều đó cô càng trở nên sai lầm để điều tra rõ vấn đề này vì vậy cô cố tình giả làm bảo mẫu và đến nhà khương linh để xin việc lý do tại sao anh không nhận ra cô tất cả là vì chiếc châm bướm này trên ngực cô khi khương linh đang phỏng vấn những bảo mẫu cậu bé đột nhiên chạy ra ôm vân khinh khinh và gọi cô bằng mẹ khương linh thấy rằng con trai mình gọi cô ấy bằng mẹ vì vậy anh nhanh chóng đi đến trước mặt cô nghiêm túc hỏi tên cô vân khinh khinh nghĩ rằng cô đã bị lộ cô rất lo lắng đến nỗi cô không nói nên lời vẫn cứ luôn tự cho mình là đúng sẽ hiển thị hình dạng ban đầu của cô bằng cách này cô đã xin việc thành công sau khi vân khinh khinh thay quần áo vì vậy cô lẻn vào phòng của khương linh để tìm ra bí mật vào lúc này anh đột nhiên nói điều gì đó trong giấc ngủ cô nhẹ nhàng tới gần muốn nghe những gì anh nói không ngờ lại bị anh ôm vào lòng làm cô tức giận đánh thức anh dậy bằng một cái tát lần này cô đã đánh anh đến choáng váng tuy nhiên điều mà cô không biết là để ngăn con trai an an bỏ nhà ra đi lần nữa sau đó anh lắp đặt camera giám sát ở mọi ngóc ngách trong nhà khi anh kiểm tra màn hình đột nhiên nhìn bảo mẫu mới đang lục tủ đồ của anh hóa ra là người phụ nữ anh yêu sau đó anh vội vã trở về nhà anh không vội bại lộ thân phận của vân khinh khinh thay vào đó anh cố tình yêu cầu cô xoa bóp cho anh sau đó vân khinh khinh xoa bóp cho anh anh nói rằng lúc thì mạnh lúc thì yếu điều này làm cô bực tức và bấm thật mạnh nói xong khương linh rời đi vào buổi chiều cô em gái đầy mưu mô của cô bất ngờ đến nhà khương linh vân khinh khinh không muốn quá gần loại người này vì vậy cô định quay lưng rời đi bất ngờ an an chạy ra gọi cô là mẹ sau khi nghe thấy điều này vân miêu miêu bực tức lời nói của an an làm vân miêu miêu xấu hổ vân khinh khinh nói muốn làm mẹ an an tư chất kém thì cô không có tư cách tức giận cô ta lao lên và muốn đánh vân khinh khinh không ngờ lúc này khương linh đột nhiên trở về từ công ty sau đó bảo an an về phòng chơi vân miêu miêu gạt chân anh kết quả là anh ngã đè lên người của vân khinh khinh vân miêu miêu thấy vậy liền muốn đứng dậy ngăn cản nào ngờ bị chật gót giày ngã xuống đè lên anh và anh đã chạm môi vân khinh khinh và vân khinh khinh đã phản ứng đẩy anh ra khỏi người cô xấu hổ cô nhanh chóng đứng dậy cô ngay lập tức bước tới và khương linh một cái tát rồi cô tức giận dữ bỏ đi có một bữa tiệc tối nay vân khinh khinh lập tức biến thành một nữ thần xinh đẹp và xuất hiện trong bữa tiệc ngay lập tức khiến cô trở thành trung tâm của sự chú ý một lần nữa Vân Miêu Miêu tới kiếm chuyện, vì vậy cô ta lao tới và hỏi Vân Khinh Khinh tại sao lại giành quyền đại diện của cô. Tuy nhiên, Vân Khinh Khinh không muốn giải thích bất cứ điều gì với cô ta, nhưng cô ta đã tát Vân Khinh Khinh một cách giận dữ, Khương Linh vội vàng tiến lên ngăn cô ta lại. Khi Khương Linh trở về nhà, Vân Khinh né tránh anh, vì vậy tình cờ anh thấy vết sẹo trên cổ, sau đó đích thân rửa vết thương cho Vân Khinh Khinh. Anh cảm thấy có lỗi khi cô bị thương mà anh không làm gì, để xoa dịu vết thương anh thổi vết thương cho cô, lần này anh làm cô có chút rung động. Trùng hợp cảnh tượng này vân miêu miêu đã nhìn thấy vào giữa đêm vân miêu miêu đã cho thuốc vào cốc nước cam cô đã làm theo hướng dẫn của mẹ khương linh sẵn sàng tấn công anh thật bất ngờ cô là người uống ly nước cô đã cho thuốc đột nhiên cảm thấy chóng mặt sau đó ngã xuống ghế sofa hóa ra vừa rồi vân khinh khinh vô tình nhìn thấy em gái lén lút thế là cô theo em gái vào bế và phát hiện ra rằng cô đang làm điều gì mờ ám sau đó khi vân miêu miêu rời đi vân khinh khinh vội chạy vào bếp cô lấy ra những viên thuốc ngủ mà cô đã để trong tủ lấy hai cốc nước trái cây mới và cô liền chạy ra ngoài nhưng điều mà không ai ngờ tới anh xem camera thấy hết việc hai người đã làm anh chỉ muốn xem hai chị em định làm gì sau khi vân miêu miêu ngất đi khương linh bước ra khỏi phòng không ngờ lại gặp được vân khinh khinh khương linh say rượu anh nói ra tâm tư của mình với vân khinh khinh sau khi nghe điều này anh đột nhiên tỉnh dậy vội vàng đứng dậy xin lỗi cô lý giải về việc nhầm cô với vợ cũ bởi vì cô cảm thấy bây giờ không phải là lúc để nói với anh anh nghĩ đến việc vào bếp lấy một cốc nước cho tỉnh táo cuối cùng anh đã uống nhầm nước trái cây đặc biệt do vân miêu miêu làm Cả hai đều uống nước ép trái cây, anh cầm cốc nước lên uống một hơi, anh thật nóng bức trong người và nói có gì trong nước trái cây. Cô cảm thấy nước trái cây không đúng, cô sợ rằng điều gì đó sẽ xảy ra tiếp theo, vì vậy cô nhanh chóng đứng dậy và đi vào phòng tắm, cô muốn làm mát mình bằng nước lạnh. Hóa ra đã quá muộn, vì Khương Linh cũng đi theo cô vào nhà tắm, cả hai người đều bị thuốc điều khiển, Vân Khinh Khinh chống cự, cô xả nước và hai người đắm chìm trong cơn say. Sáng sớm ngày mai Vân Khinh Khinh thức dậy, mặc dù trong lòng cô anh chỉ là một kẻ cặn bã nhưng khi cô nhớ lại cảnh tối qua, cô không thể không khen ngợi, khen ngợi anh khỏe hơn trước. Và cô lấy điện thoại của anh, chiếc điện thoại này được cô mua cho anh 5 năm trước, vì vậy cô nghĩ về việc mở nó ra để kiểm tra, thật bất ngờ các tập tin bên trong đã được đặt mật khẩu. Sau đó Vân Khinh Khinh chuyển thông tin đến điện thoại di động của cô, cô định mang nó cho người bạn tốt của cô để mở mật khẩu, và buổi chiều một người bạn tốt sẽ sớm giúp cô. Những tập tin được mở khóa, nhưng nội dung bên trong càng khiến Vân Khinh Khinh tức giận hơn, cô nghĩ lại cảnh đêm qua anh đã chuyện vô liêm sỉ như vậy 5 năm trước. Cô hận bản thân vì đã mềm lòng với anh ta đêm qua, may mắn thay cô đã tìm thấy những điều này trong thời gian, thế là cô quyết trả thù đến cùng, ngày hôm sau cô lẻn vào phòng Khương Linh, cố gắng tiếp tục tìm kiếm thêm bằng chứng, ngay khi cô chuẩn bị rời đi sau khi tìm thấy bằng chứng, anh đã trở lại phòng đột ngột, sau khi anh nói chuyện xong với trợ lý của mình, anh tìm thấy cô đang trốn trong tủ quần áo, nhưng anh vẫn chưa muốn vạch trần cô, vì vậy anh giả vờ trò chuyện với trợ lý của mình và bảo trợ lý về làm việc, bởi vì sắp đến sinh nhật của con trai An 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 muốn mời Vân Khinh Khinh đến dự sinh nhật, Khương Linh rời đi. Vân Khinh Khinh bước ra khỏi tủ, một ngày trước Vân Khinh Khinh ăn mặc đẹp đến dự tiệc sinh nhật của An An, thật không ngờ cô thấy rằng người em Miêu mô cũng có mặt trong bữa tiệc. Cả hai cũng mặc cùng một chiếc váy vào cùng một thời điểm, ngay cả những món quà cũng giống nhau, mặc dù Vân Miêu Miêu là mẹ kế của An An, nhưng An An không thích cô ta, thái độ đối với hai người cũng hoàn toàn khác nhau, điều này khiến Vân Miểu Miểu rất xấu hổ. Sau đó An An còn cố ý để Vân Khinh Khinh và Khương Linh cắt bánh cùng nhau, Vân Miêu Miêu không thể chịu đựng được nữa hất nước lên váy vân khinh khinh nhưng những gì họ không biết là lý do tại sao khương linh bảo vệ vân khinh khinh vì vậy anh đã gọi cho trợ lý của mình đi điều tra tình hình của vân khinh khinh trong năm năm qua điều tra những bức ảnh được lan truyền trên internet hồi đó hóa ra những bức ảnh đó là giả mạo lúc này anh mới biết khi đó anh hiểu lầm cô sau đó khương linh quyết định không tiết lộ danh tính của cô và bù đắp cho cô từ từ bằng mối quan hệ hiện tại chờ thời cơ thích hợp để tìm cách quay lại với cô vân khinh khinh và an an rời khỏi bữa tiệc nhẹ nhàng đến phòng thay đồ cô phát hiện trong phòng vẫn còn rất nhiều đồ khi họ còn bên nhau. Những món đồ mang kỷ niệm của cả hai, ngay cả chiếc nhẫn cưới từ 5 năm trước, ngay khi cô chuẩn bị thay quần áo anh đột nhiên xông vào. Anh không muốn cảnh này bị người khác nhìn thấy, nên anh kéo cô núp sau giường, nhân cơ hội này cô hỏi anh, An An có phải con tôi không? Nghe câu trả lời của anh, cô không thể tức giận đá cho anh một cái, sau khi trợ lý rời đi anh vô tình nhìn thân thể cô, không ngờ bị chảy máu mũi. Không lâu sau Vân Khinh Khinh bước ra khỏi phòng thay đồ, cô thậm chí còn hấp dẫn hơn, nhưng hai người tức giận, nhặt túi lên và bỏ đi không ngoảnh lại ngày hôm sau khương linh đến trường quay để tìm vân khinh khinh anh tình cờ thấy cô chụp ảnh với một anh chàng đẹp trai ngay lập tức anh hét lên để dừng lại quyết định đích thân tham gia vào công việc quay phim khương linh lên nhẹ nhàng ôm cô vào lòng cuối cùng vân khinh khinh liền hôn anh anh chàng đẹp trai bên cạnh thực sự không thể chịu đựng được nữa đi thẳng về phía trước và kéo khương linh ra và cảnh báo anh ta tránh xa cô ra nếu không tôi sẽ không tha cho anh đâu không ngờ đúng lúc này trợ lý đột nhiên đi vào và anh sợ đến mức chạy xuống định khương linh, nghe vậy anh chàng đẹp trai không còn cách nào khác đành bỏ đi trong tuyệt vọng, nhưng tại thời điểm này đèn bên hông đột nhiên rơi xuống, thấy vậy anh vội vàng tiến lên để bảo vệ cô, ngay sau đó, anh được đưa đến bệnh viện, nhưng lòng anh tràn ngập niềm vui, vì điều này Vân Khinh Khinh có thể phục vụ anh và ở bên anh, nhưng Vân Khinh Khinh không muốn dùng danh tính thật của mình để chăm sóc anh, vì vậy cô đi thay quần áo hóa thân thành bảo mẫu, cô muốn chăm sóc anh trong khả năng này, nhưng cô không biết anh ấy đã biết về điều này, vì vậy cô nghĩ về việc chơi khăm anh Thực sự không có cách nào nhẹ nhàng bước vào, Vân Khinh Khinh chăm sóc hương Linh trong bệnh viện, tình cơ đụng phải cô y tá ngoài hành lang, chiếc châm bướm rơi xuống đất, nếu tiếp xúc tạm thời thì sợ bị lộ. Ngay sau đó bác sĩ đến và gọi cô, Vân Khinh Khinh sợ hãi sợ bị lộ thân phận, sau đó bác sĩ cũng nói với Vân Khinh Khinh, phát hiện ra Khương Linh rất gần gũi với bảo mẫu ở nhà, mong cô quan tâm đến cuộc sống gia đình, con của hai người vẫn còn quá nhỏ, làm sao An An có thể là con tôi được? Bác sĩ bảo nhìn rõ ràng như thế, lông mày, nước da, cằm và nụ cười giống hệt cô sau khi nghe lời bác sĩ cô lập tức nghi ngờ thân phận của an an sau đó cô thay đổi danh tính để đến thăm khương linh nhưng lúc này anh vừa mới giải phẫu xong anh còn chưa có tỉnh lại vô tình cô nhìn thấy chiếc điện thoại di động ở bên cạnh vì vậy cô cầm nó lên và quẹt vào mặt anh để mở khóa xem lịch sử trò chuyện trên điện thoại của anh cô thậm chí còn chỉ cho anh giải pháp với người bạn tốt của cô thông tin hoàn toàn khác điều này khiến vân khinh khinh nghi ngờ vào ban đêm khi về đến nhà vân khinh khinh đang giúp anh dọn dẹp ga trải giường ngay sau đó anh mặc áo choàng tắm bước vào vân khinh khinh trực tiếp thẹn thùng ngay khi cô muốn tránh xa anh anh bất ngờ kéo cô vào lòng khoảng cách giữa hai người họ đã được rút ngắn ngay lập tức gần đến nỗi có thể nghe thấy nhịp tim của nhau ngay khi có chuyện gì đó sắp xảy ra giữa hai người cửa phòng đột ngột có ai gõ cửa hai người vội vàng tìm chỗ trốn anh liền đẩy cô lên giường nhẹ nhàng trốn dưới chăn không ngờ người vào là vân miêu miêu vân miêu miêu vừa vào phòng đã nghĩ tới trên giường anh có điều gì lạ khi nghe điều này vân miêu miêu nghĩ rằng anh đã yêu mình thế là cô chạy sang phía bên kia giường đối mặt với anh là một cặp đôi có duyên không ngờ anh vừa chạm vào cánh tay cô anh nhìn vân miêu miêu đi ra khỏi phòng vì vậy anh vội vàng đi khóa cửa sau khi anh rời đi vân khinh khinh cũng ra vô tình thấy kính đeo trên giường điều này khiến vân khinh khinh nhớ lại hai ngày trước hành vi kỳ lạ của khương linh rốt cuộc cô chưa bao giờ nghe nói về việc anh bị cận thị gần đây anh thường đeo chiếc kính này nhìn chằm chằm vào cô vì vậy cô đã đeo thử nó vào kết quả cô đã nhìn thấy khuôn mặt thật của mình trong gương điều này khiến cô sợ hãi sau khi bình tĩnh lại cô đã hiểu thì ra Khương Linh đã nhìn thấu tất cả những chuyện này, ở phía bên kia Vân Miêu Miêu đến tìm mẹ Khương Linh, âm mưu đi nước ngoài mang cha ốm về, cô ta định lợi dụng cha mình để thuyết phục Vân Khinh Khinh tránh xa Khương Linh, không lâu sau cha của họ đã được đưa về, vào thời điểm đó, cha của họ đã bỏ rơi Vân Khinh Khinh hai mẹ con, sau đó cô sinh ra em gái Vân Miêu Miêu, thật không may bố cô mắc một căn bệnh nan y, bố cô lại bị như vậy, bố cô muốn cô rời xa Khương Linh, hãy để em gái kết hôn với Khương Linh, nhưng bây giờ Vân Khinh Khinh, cô không còn là cô bé nữa đã trả lời trực tiếp là không. Nói xong Vân Kinh Kinh nắm tay anh và rời đi, sau khi trở về nhà anh không giả vờ nữa. Vì vậy họ nói chuyện với nhau, sau khi nghe những lời này cô vẫn không thể tin anh, vì 5 năm trước cô phải trải qua mỗi ngày trong nước mắt. Không thể nào lựa chọn tha thứ cho anh chỉ vì vài lời này, anh hy vọng rằng Vân Kinh Kinh sẽ cho anh một chút thời gian sau khi mọi sự thật được điều tra. Anh muốn trục lỗi với cô, tuy nhiên Vân Kinh Kinh cũng gật đầu đồng ý, ngày hôm sau Khương Linh đến trường quay để tìm Vân Kinh Kinh. Anh muốn rủ cô đi ăn tối, tuy nhiên cô đồng ý, bởi vì cô cũng muốn tiếp xúc với anh nhiều hơn. Biết sự thật, Vân Khinh Khinh sau khi trở về nhà, cô vui vẻ chọn quần áo cho buổi hẹn hò buổi chiều, không ngờ cô đột nhiên cảm thấy buồn nôn, điều này khiến cô chợt nghĩ ra một điều và liền dùng que thử thai. Cô phát hiện ra mình đã có thai, khi cô không biết phải làm gì, đột nhiên nhận được một cuộc gọi từ một người bạn tốt, bảo bố cô đã mất vào buổi sáng, khi phóng viên nghe tin liền đến nơi để quay, vì vậy cô vội vã đến nơi cha cô đang ở, không ngờ cô lại bị một nhóm phóng viên trực tiếp bao vây khi cô không biết làm thế nào để trả lời đột nhiên khương linh xuất hiện phía sau ôm cô vào lòng sau đó khương linh bắt đầu chế độ bảo vệ vợ trực tiếp chọc tức phóng viên cuối cùng anh tuyên bố mối quan hệ giữa họ và hứa anh sẽ luôn đứng về phía vân khinh khinh vân khinh khinh nhỉ khương linh bảo vệ cô như thế này trong lòng cô không khỏi cảm động khi cô định nói điều gì đó với khương linh đột nhiên cô nhận được một tin nhắn hình ảnh bên trong cô không có quan hệ huyết thống với an an điều này khiến cô cảm thấy ngay lập tức nói khương linh là lừa đảo năm năm trước cũng vậy bây giờ cũng vậy từ nay trở đi tôi sẽ hận anh." Sau đó cô rời đi trước sự ngỡ ngàng của Khương Linh, Vân Khinh Khinh được mời đến tiệc chiêu đãi cùng với đồng nghiệp đến dự tiệc, mặc chiếc váy rực rỡ, chỉ cần nhìn vào tất cả mọi người có mặt, ngay khi Khương Linh chuẩn bị tiến lên chào hỏi, một người đàn ông giàu có vô hình đột nhiên xuất hiện, khoảnh khắc Khương Linh nhìn thấy người đàn ông, chợt nhớ lại chuyện 5 năm trước, đây chẳng phải là người trong ảnh Vân Khinh Khinh năm đó sao? Đàn ông bị đồn lúc đấy giờ xuất hiện trước mắt, Khương Linh rất khó chịu. Anh thấy Vân Khinh Khinh bước tới và nắm lấy cánh tay của người đàn ông, sau đó người đàn ông nói, công bố mối quan hệ giữa anh và Vân Khinh Khinh, hóa ra người đàn ông này chỉ là chú của Vân Khinh Khinh, khi mối quan hệ này được công khai bởi một người đàn ông, mọi người có mặt một lần nữa sững sờ. Người đàn ông biết rằng Vân Khinh Khinh đã chịu nhiều tổn thương, không bao giờ tha thứ cho Khương Linh, bây giờ tôi biết rằng cháu gái của tôi đã bị bắt nạt một lần nữa, vì vậy tôi quyết định sẽ làm rõ chuyện này. Vân Miêu Miêu thấy thế liền nhắm vào, cô đã nghĩ đến việc ném một chai rượu vào Vân Khinh Khinh, không ngờ cô bị trợ lý chặn lại. Vân Miêu Miêu người đã mất tất cả vào thời điểm này Đột nhiên nhận được một tin nhắn bí ẩn. Ngày hôm sau, người trợ lý đột nhiên đến nói với Khương Linh An An đã mất tích, mọi người tìm kiếm vô ích. Khương Linh đột nhiên nhận được một cuộc gọi video từ Vân Miêu Miêu. Khương Linh và Vân Khinh Khinh đã đến địa điểm đã thỏa thuận. Sau khi gặp mặt Vân Miêu Miêu nói với Khương Linh, nếu hai người muốn cứu An An, chỉ cần ký hai thỏa thuận trên bàn. Một là thỏa thuận chuyển nhượng bản quyền thiết kế của Khương Linh, một là thỏa thuận ly hôn giữa hai người họ, để xoa dịu Vân Miêu Miêu, cũng là để An An không bị tổn thương. Anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc sẵn sàng đồng ý rồi anh vội vàng ký vào bản thỏa thuận vân miêu miêu rất vui khi anh đã ký vào khi cô ngày càng trở nên kích động vô tình làm an an ngã xuống ghế con dao trên tay vô tình chém vào cánh tay của an an ngay sau đó an an được đưa đến bệnh viện bác sĩ nói rằng an an đã mất quá nhiều máu bây giờ an an cần được truyền máu gấp nhưng vì nhóm máu của an an quá đặc biệt hiện tại bệnh viện không có nhóm máu phù hợp cho cậu bé vân khinh khinh đứng ra truyền máu sau khi an an được truyền máu bác sĩ nói với họ mạng sống của an an không còn nguy hiểm nữa sau khi nghe tin cả hai đều thở phào nhẹ nhõm ngay sau đó vân khinh khinh hỏi khương linh làm sao nhóm máu của an an lại giống của anh được cái gì đang diễn ra vậy khương linh bất lực không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thừa nhận an an là con của anh rồi hai người lại nói chuyện anh thậm chí còn nói với cô những gì anh nhìn thấy năm năm trước bây giờ hai người đã biết tất cả chỉ là hiểu lầm cả hai trò chuyện khi về đến nhà cảm thấy kỳ lạ biết rằng vân miêu miêu đâu liều như thế bắt cóc một đứa trẻ chắc là ai đó đã điều khiển vân miêu miêu ai đã bỏ đáp án năm năm trước khi cả hai đến trường quay tìm thấy một mớ hỗn độn trên mặt đất bạn thân cô đã ngất xỉu trên bàn cả hai không hiểu chuyện gì đang xảy ra chu tử hoành mau tỉnh lại đi cô thấy anh lấy ra một ổ đĩa từ tay anh nói tất cả mọi thứ từ 5 năm, năm trước là ở đây ngay khi điều tra rõ ràng ai đó đã đến lấy nó đi anh thậm chí còn nói với vân khinh khinh người đến lấy ổ đĩa là trợ lý khương linh sau đó cả hai cùng bật máy tính nghe những gì bên trong đúng là mẹ giang nhờ người vu khống vân thanh thanh nhưng anh không dám nói ra nhưng để đòi lại công bằng cho cô một cuộc họp hội đồng quản trị đã được tổ chức vào ngày hôm sau do tác động bất lợi của vân miêu miêu đối với công ty tất cả là do mẹ của khương linh ngăn anh can thiệp vào công việc của công ty vào buổi tối vân khinh khinh sẽ đến nhà chú làm khách khi chú đang uống trà chú vân khinh khinh bị đầu độc và được đưa đến bệnh viện cô bảo mẫu ở nhà có biểu hiện lạ mắt cô đầy thâm độc nhưng với tay áo cánh bướm giống như vân khinh khinh chờ cho đến khi tình trạng của chú ổn định họ không thể không nghi ngờ làm thế nào trà này có thể bị nhiễm độc lúc này cả hai mới nhận ra có ai đó đã sử dụng ghim bướm để giả làm bảo mẫu, sau đó Vân Khinh Khinh nghĩ về vấn đề này, ngoại trừ hai người họ, chỉ có bạn thân cô biết bí mật của ghim bướm, cô liền tìm đến bạn thân vào sáng sớm hôm sau, nói rằng con của Vân Khinh Khinh là 5 năm trước, nghe những gì Chu Tử Hoành nói, bố tôi hồi đó là cha của Khương Linh đã giết hại bố tôi, anh đã lên kế hoạch cẩn thận trong nhiều năm, anh chỉ muốn Khương Linh trải qua cảm giác tan nát gia đình, Vân Khinh Khinh cảm thấy anh ta lúc này quá đáng sợ, sẵn sàng quay đầu bỏ chạy, không ngờ lại bị anh ta làm cho choáng váng sau khi vân khinh khinh tỉnh lại cô đã bị chói và anh ta lấy ra một ống thuốc chất độc này có thể gây ngừng tim đợi khương linh đến chỉ cần pha thuốc vào trà và cho anh uống chu tử hoành giả bộ làm chú vân khinh khinh không lâu sau khương linh đến nhà lúc này cô nhẹ nhàng vùng vẫy điên cuồng nhìn thấy khương linh chuẩn bị uống trà với thuốc lúc này giác quan thứ sáu của anh lại bùng nổ khi khương linh đeo mắt vào và nhìn thấy anh hiểu mọi thứ ngay lập tức anh cầm trà rót lên người chu tử hoành sau đó anh ta bị chói và vân khinh khinh được cứu cả hai đã trải qua muôn vàn khó khăn cuối cùng gia đình họ sống một cuộc sống hạnh phúc bộ phim đến đây là kết thúc cảm ơn mọi người đã đón xem video của út phim hẹn mọi người ở những video tiếp theo